Anh chỉ nói rằng là công việc này khó phải không? Thực sự anh đặt câu hỏi là thực tế nhé. Các anh chị có biết công việc nào mà kiếm tiền nó dễ không các anh chị? Các anh chị có biết công việc nào mà dễ không? Thực sự công việc nào cũng khó, có thử thách của nó cả. Nhưng mà khi các anh chị làm công việc này, cái lý do nó khó đó là tại vì các anh chị mới, các anh chị chưa có đi học đủ lớp, các anh chị chưa có kiến thức, các anh chị chưa có kỹ năng, và thậm chí là tư duy của mình cũng chưa được chuẩn bị. Thành ra là chúng ta làm công việc này sẽ khó. Nhưng mà các anh chị hãy nghĩ lại những công việc mà từ trước giờ các chị vẫn làm đi. Có cái công việc nào mà các chị mới bắt đầu mà thấy dễ không các chị? Luôn luôn tất cả những công việc đó các chị phải được huấn luyện 3 tháng, 6 tháng rồi chúng ta làm quen dần với công việc, rồi từ từ chúng ta mới thấy dễ hơn được. Thì công việc này cũng vậy thôi các chị. Các chị hãy cho mình cái thời gian để chúng ta học hỏi, và sau đó với cái kỹ năng và kiến thức các chị sẽ được trang bị đó, thì các chị sẽ thấy rằng là công việc này nó dễ dàng hơn và nó rất là vui vẻ hơn các chị.